xem này. Đó, các anh các chú là đang di chuyển này, rất là miệt mài. Các bạn nữ check in cũng khá là đó là những con ốc các bạn. Đây là tàu du lịch đi ra Côn Đảo đang xuất phát từ Vũng Tàu các bạn ạ. Trên tàu có rất là nhiều khách. Tàu chở được hơn 1.000 khách các bạn ơi. Hi, xin chào các bạn thân mến. Chào các bạn buổi sáng nhá. Chúc các bạn một buổi sáng thật an lành và hạnh phúc các bạn ơi. Hiện tại mình đang có mặt ở tại Mũi Nghinh Phong, thành phố Vũng Tàu các bạn ạ. Ở đây sáng nay rất là đông vui. Một điều đặc biệt mình muốn chia sẻ đến các bạn là như các bạn thấy đằng sau mình đây. Đó là trên những quả núi, trên những bậc thang lên trên núi này, có rất là nhiều du khách cũng như là bà con người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đến đây để ngắm bình minh buổi sáng các bạn ạ. Ở đây có những điều rất là đặc biệt cũng như là mình muốn chia sẻ đến các bạn này, quang cảnh khu vực buổi sáng nay là thủy triều rút xuống rất là đẹp các bạn ơi. Thì bây giờ ấy, mình sẽ cùng các bạn khám phá và ngắm bình minh buổi sáng nhá. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ xuống bãi biển để cùng khám phá dưới bãi biển cũng như là bà con người dân đang kéo lưới kéo cá này, và các bạn là du khách tắm biển các bạn ạ. Sáng nay ở đây như các bạn thấy này, du khách này đến ngồi phải nói là tạo nên một cái quang cảnh có 102 các bạn ơi. Và khi mà đến Vũng Tàu thì các bạn đừng bỏ qua địa điểm này nhé. Đây là địa điểm đang hot nhất Vũng Tàu dành cho du khách mỗi lần đến với Vũng Tàu, đặc biệt là vào buổi sáng thế này các bạn ạ. Thì sáng nay rất là đông nha các bạn ơi. Sáng nay là sáng cuối tuần đấy, quá là đẹp. Mình sẽ tiếp tục đi lên trên kia các bạn ơi. Mọi người ngồi kín hết. Quá là nhiều các bạn trẻ luôn. Bình minh buổi sáng mà chúng ta còn có được cái cảm giác trải nghiệm leo núi và đi trên những hòn đá như thế này. Khi mà đến với Vũng Tàu, nếu mà các bạn không đến với khu vực Mũi Nghinh Phong để ngắm bình minh buổi sáng thì quả thực là một điều cũng khá là thiếu sót các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi xuống các bạn ạ. Mình sẽ đi xuống rồi mình lại tiếp tục quay chia sẻ đến các bạn những cái địa điểm mới cũng như là khu vực mà các bạn trẻ khi mà ngắm bình minh xong sẽ xuống chụp hình. Hiện tại ở bên dưới có rất là nhiều các bạn đang chụp hình rồi. Vì buổi sáng ở trên này thì đứng ở khu vực mũi này là cái mũi để chịu gió rồi. Cái mũi chắn gió các bạn ơi. Ở đây hiện tại các bạn ngắm bình minh xong rồi, mọi người đang tranh thủ đi xuống và ra những địa điểm kia để chụp hình các bạn ơi. Ở dưới này thì bây giờ gió khá là to nhưng mà nước biển hôm nay rút rất là sâu các bạn ơi. Thủy triều xuống sâu lắm cho nên là các bạn du khách xuống đây khá là đông luôn. Và sáng nay thì mình có thấy là đảo Hòn Bà cũng đã xuất hiện, đã lộ thiên lên con đường để đi qua đảo rồi. Có lẽ là mình sẽ review khu vực này xong rồi mình qua khu vực đảo Hòn Bà để mình quay chia sẻ thêm. Ở đây sáng nay là các bạn trẻ du khách đến rất là đông này. Đấy, mỗi người một góc chụp hình rất là đẹp các bạn ạ. Ngoài kia thì các bạn ấy đang ra ngoài đấy đứng check in rất là đông, kết hợp với màu sắc của ánh bình minh khá là đẹp các bạn ạ. Các bạn thấy sáng nay là những hòn đá này đã lộ lên một cái nét mới. Đó là những video trước mình chia sẻ đến các bạn đấy. Thì không có những hòn đá thế này các bạn ạ. Hôm nay thì thủy triều xuống sâu ấy, thì chúng ta lại thấy có xuất hiện thêm một loại đá mới này. Cô ơi, mình khai thác được nhiều chưa? Mới vừa xuống đập rồi. À đây ạ bác. Ở này cũng khá là to nhỉ. To hơn ở bên khu đường qua đảo Hòn Bà phải không bác? Dạ, con thấy cũng to các bạn ơi. Đây là những con hàu được khai thác này. Đấy.
bác đã khai thác xong rồi các bạn. Còn như em có quay trong kia rồi mà. Dạ có quay rồi. Ngay chỗ U cấp á. Dạ. Dạ. Và cô kéo lưới cho trọng á. Dạ đúng rồi. Thì sáng nay thủy triều rút xuống sâu đấy. Cái điểm này lại là một cái điểm đang là hot nữa. Cho nên là tiếp tục quay chia sẻ đến mọi người. Là sáng nay chúng ta lại thấy là có những hòn đá mới như thế này các bạn nhé. Bởi vì khi mà thủy triều rút xuống sâu thế này ấy, thì chúng ta mới bắt gặp những hòn đá thế này thôi. Còn như các video trước ấy, mình quay chia sẻ đến các bạn là những hòn đá nó khác các bạn ạ. Ở đây các bạn ấy cũng đang đứng check in rất là đông. Hello mọi người nhá. Hiện tại là ở trên mỗi Nghinh Phong này, trên đỉnh hồi nãy mình quay chia sẻ đến các bạn đấy, rất là đông rồi, nhưng mà cũng mọi người cũng đang dồn xuống dưới khu vực này rất là nhiều nhá. Bắt đầu dồn xuống dưới khu vực này để check in rồi các bạn ạ. Một cảnh tượng hiếm có khó tìm và hiếm có khó gặp ở tại Vũng Tàu các bạn ạ. Thì có những ngày mà thủy triều nó rút xuống như thế này ấy, thì chúng ta mới được trải nghiệm cái cảm giác này thôi. Mọi người chụp xong rồi à? À đấy, về luôn hả? Ok. Mình cũng đang quay ấy mà. Có gì vào kênh YouTube Phan Đà Lạt TV xem ủng hộ nhá. Không những là rất là đẹp mà cực kỳ đẹp luôn. Xen kẽ vào đó là những đoàn du khách các bạn trẻ đang đến cũng như là trải nghiệm bắt hàu này, bắt ốc này. Đây là vẹm xanh các bạn ạ. Đây là vẹm xanh này. Đó. Ở đây như mọi người thấy đó, các video trước thì chúng ta chỉ đi quanh quanh trên sát bờ thôi. Còn hôm nay thủy triều rút sâu thì sẽ được xuống dưới sâu như thế này. Và những hòn đá thế này ấy, trên những hòn đá này thì mình thấy là rất là ít những con hà bám các bạn. Có lẽ là khu vực ở đây ấy, nó sâu hơn đấy, cho nên là hà không có bám được. Mọi người di chuyển rất là thoải mái nha. Quá là đẹp luôn các bạn ơi. Bên kia thì xa xa là như mọi người thấy là con đường đi qua đảo Hòn Bà cũng đang rất là nhiều người đi qua nhé. Đẹp quá. Rất là nhiều lần mình đến, mình quay chia sẻ đến các bạn, nhưng mà chỉ có duy nhất hôm nay là mình thấy là mức thủy triều rút xuống sâu như thế này và đẹp như thế này các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục đi qua bên này các bạn ạ. Để đi qua bên khu vực đảo Hòn Ba đấy. Để quay chia sẻ đến các bạn. Bên đấy hiện tại là mọi người cũng đang qua rất là đông rồi. Mình đang đi ở dưới nước này các bạn ơi. Ở đây thì có nhiều bạn đang chụp hình rất là vui, đông vui. Bình minh sáng nay là cũng khá là đẹp rồi. Khi mà đến với Vũng Tàu các bạn ơi, đặc biệt là những địa điểm này này, thì các bạn cứ thoải mái mặc những bộ đồ, ví dụ các bạn nữ thì các bạn hãy mặc những bộ đồ bikini này để check in chụp hình này. Các bạn nam có thể là đến cùng bạn gái để chụp hình cho bạn gái, hoặc là các bạn có thể tắm biển này đấy. Những điều đấy là điều rất bình thường các bạn ạ. Cho nên là các bạn cứ hãy chuẩn bị cho mình những bộ đồ tắm hoặc là bikini khi mà đến với khu vực mũi Nghinh Phong này nhá. Có một điều là mình không thấy có bà con người dân kéo lưới ở đây các bạn ạ. Những video trước thì có rất là nhiều bà con người dân cũng kéo lưới ở khu vực này. Là quá trình kéo đem lên bờ này các bạn ơi. Đó, đây là những con hến, những con ốc này. Có cả những con sao biển đấy các bạn. Đây này.
khi mà Phan Đà Lạt trò chuyện và hỏi về cảm nhận của mọi người về thầy Minh Tuệ trong thời gian vừa rồi thì mọi người đều rất là cảm xúc và xúc động khi mà chia sẻ về thầy Phan Đà Lạt. Mỗi lần xem các video về thầy đấy thì không thể nào mà không xúc động ở trong lòng được các bạn ạ. Đặc biệt là các video mà khi mà thầy còn đang di chuyển đi khất thực một mình ở các vùng núi Tây Bắc. Đó. Xem lại, đi xem lại đấy, thấy xúc động lắm các bạn ạ. Thì video này đấy thì cũng có một số các bác nói là sau khi biết được tin thầy Minh Tuệ mấy ngày nay là đi làm giấy tờ, được chính quyền đưa đi làm giấy tờ và thầy sẽ ẩn tu một thời gian, thì Phan Đà Lạt và bà con sẽ đã ra khu vực này để lên miếu Hoàng Bà để cầu bình an cũng như là cầu sức khỏe cho gia đình và cầu sức khỏe cho thầy Minh Tuệ, để sắp tới đây chúng ta lại tiếp tục được xem những cuộc hành trình, những bước chân của thầy Minh Tuệ. Còn đây là quãng đường mà bà con người dân di chuyển qua này, hiện tại là đang di chuyển qua cũng còn đang rất là đông. Làm video này sẽ là một điều thú vị, độc đáo, độc lạ, chia sẻ đến quý bà con, quý bà con và người dân, các bạn trẻ yêu quý thì đừng quên cho Phan Đà Lạt xin một lượt đăng ký kênh, như là chia sẻ để lại bình luận góp ý cho Phan Đà Lạt để review thêm những địa điểm khác nhé. Đây có rất là đông người di chuyển, hy vọng rằng những điều thú vị sẽ được lan tỏa và nhiều người biết đến con đường độc lạ này ở Vũng Tàu. Chia sẻ đến các bạn này cũng trong lòng cũng có cái tinh thần phấn chấn lắm cả nhà. Trời ơi, trượt chân té rồi. À.